Xin chào quý khách hàng nha. Buổi trưa ngày hôm nay, hôm nay chúng tôi sẽ bán hộ ông anh đồng nghiệp một cái sản phẩm, đó là Hitachi ES60-1. Buổi tối ngày này chúng tôi sẽ đăng tiếp cho quý vị coi luôn. Này nhá, nhá hàng cho quý vị nha. Bữa trước có anh em nào đâu hỏi cái sản phẩm ES60-1 này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại góc trán màn hình video. Hôm nay chúng tôi sẽ đăng chi tiết hơn một chút xíu nữa để cho quý vị tham khảo. Con này thì được sơn phết này đầy đủ rồi. Và con này chúng tôi sẽ không để giá ở trên cái tiêu đề nữa, tại vì xe này chúng tôi sẽ bán giúp một ông anh đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên chúng tôi không để giá. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý anh chị và con nhà mình cứ nhắn vào cái số điện thoại, số Zalo của chúng tôi ấy. Quý vị sẽ tham khảo được những cái sản phẩm và những cái hình ảnh chi tiết nhất và cụ thể nhất về cái sản phẩm này nhé.